Nhung lộ diện bất ngờ sau 49 ngày, cái chết chỉ là màn kịch. Được biết sáng nay các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực, cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một Phi Nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống theo đó phổi của phi nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay wendy con gái của phi nhung chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt không cần can thiệp thở máy đây là một điều vô cùng kỳ diệu cũng theo một nguồn tin khác cho rằng cái chết của phi nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn một khán giả giấu mặt cho biết trước đó ca sĩ phi nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ đẩy trong tình trạng vô cùng nặng ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết, tôi là fan của Phi Nhung từ rất lâu rồi. Nghe tin Phi Nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích một số lũ ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng với sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ Phi Nhung. Cuối cùng Wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này, cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cho biết, các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho Phi Nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường. Mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ Phi Nhung. Một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa. Và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến Phi Nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một Phi Nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu. Phi Nhung chính thức lên tiếng khiến người hâm mộ vui mừng, sống thật rồi. Hiện tại ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện nổi tiếng tại bang California phía Tây nước Mỹ vào rạng sáng nay trên khắp mạng xã hội đều xôn xao trước thông tin liên quan đến tình trạng của ca sĩ phi nhung khắp các trang báo đều đồng loạt đưa tin ca sĩ phi nhung vẫn còn sống và sẽ sớm quay lại sân khấu đặc biệt dòng trạng thái bất ngờ của ca sĩ Trissy phương trinh càng khiến khán giả hoang mang hơn theo nguồn tin riêng cho biết hiện tại sức khỏe của phi nhung khá phức tạp chia sẻ với chúng tôi ca sĩ mạnh quỳnh cũng cho biết đang rất lo lắng do nghịch tình sân khấu của mình nam ca sĩ tâm sự còn nước còn tát chúng ta vẫn phải đặt niềm hy vọng vào phi nhung trên trang cá nhân của hoài linh cũng đã có dòng chia sẻ gửi lời cầu mong bình an đến cho phi nhung anh xúc động chia sẻ phi nhung là người hiền lành tốt bụng nên sẽ sớm khỏe lại thôi mong rằng đại gia đình của phi nhung sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cô ấy để cô ấy sớm hồi phục và trở lại với chúng ta nhé mọi người dù cho cô ấy lừa gạt chúng ta thì ở đâu đó chúng ta vẫn mong quấy còn sống để chăm lo cho 23 người con nuôi đang cần mẹ. Một số người hâm mộ cũng để lại lời cầu nguyện cho Phi Nhung như cầu trời Phật phù hộ cho Phi Nhung mau hết bệnh, bình an khỏe mạnh, mình vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Phi Nhung sẽ sớm khỏe và về với các con, nguyện cho Phi Nhung mau hồi phục, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Phi Nhung. Cụ thể nhiều người đã tiết lộ thông tin cho rằng Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa vào bệnh viện chợ đẩy vào tối 26 tháng 8. Bằng tất cả biện pháp cứu chữa không thành mà còn chuyển biến nặng, cũng trong đêm đó phía nghệ sĩ Việt Hương và quản lý đã thuê máy bay để cô về Mỹ điều trị với mong muốn. Phi Nhung được chữa trị sớm nhất nhờ các thiết bị y tế hiện đại và sự chăm sóc của các bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Trước đó, người thân ca sĩ Phi Nhung cho biết, ai cũng căn dặn Phi Nhung hãy cẩn thận khi ra ngoài làm từ thiện, bởi ca sĩ chưa tiêm vaccine. Nhiều người còn khuyên cô nên về Mỹ để đoàn tụ cùng con gái, nhưng cô vẫn nhất quyết ở lại tham gia bếp ăn từ thiện. Phi Nhung còn nói rằng, chị đừng lo, em cẩn thận lắm. Hai chị em cũng đã bàn luận sau khi đến Mỹ, sẽ cùng nhau làm show gây quỷ mua máy thở, ủng hộ cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Gần 30 năm đứng trên sân khấu hải ngoại, ca sĩ Phi Nhung đã để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét với những người yêu mến Phi Nhung. Cô là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng và nhạc quê hương từ thập niên 1990. Hành trình âm nhạc của Phi Nhung lên như diều gặp gió. Đặc biệt Phi Nhung với ca sĩ Mạnh Quỳnh luôn đồng hành cùng nhau trên mọi sân khấu lớn nhỏ. Song ca hàng loạt bản tình ca ăn khách như Căn nhà mộ tím, Đoạn cuối tình yêu, Lý Kim Nguyên, Duyên Nghèo. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ bán được nhiều album nhất và cũng từ đó cô được biết đến với biệt danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Tính đến năm 2020, Phi Nhung đã thu hơn 60 ca khúc cho trung tâm thiếu Nga Paribanai. Một chi tiết nhỏ cho thấy Hồ Văn Cường có dấu hiệu bất ổn hậu biệt quản lý Phi Nhung từ mặt. Hồ Văn Cường từng là cậu con trai cưng mà cố ca sĩ Phi Nhung hết mật yêu thương và tạo điều kiện. Ấy vậy mà trong lễ 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường lại bật vô âm tính. Thay Hồ Văn Cường là một người con trai nuôi khác đứng ra làm trưởng nam, đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn mọi người, đã đến chia buồn và quan tâm các em trong suốt thời gian vừa qua. Phải chăng Hồ Văn Cường không muốn tham gia buổi lễ của người mẹ nuôi đã từng hết lòng vì mình hay còn một lý do khác ẩn tình phía sau? Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng. Có nhiều người cho rằng không loại trừ khả năng nam ca sĩ bị phía quản lý cố ca sĩ Phi Nhung ra tối hậu thư nhằm ngăn cản đến dự lễ 49 ngày của mẹ nuôi hoặc không loại trừ phía quản lý của Phi Nhung đã âm thầm tạo sức ép cho Hồ Văn Cường lộ diện. Nếu quả thật điều này là sự thật thì an nguy của Hồ Văn Cường là vấn đề khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng. Và rồi tương lai của Hồ Văn Cường sẽ ra sao khi luôn bị ekip của mẹ nuôi đeo bám, không cho ngóc đầu lên được cho đến nay tung tích của hồ văn cường vẫn không một ai biết nam ca sĩ đang ở đâu cùng với ai làm gì chỉ người trong cuộc mới nắm rõ chỉ có một điều rằng hồ văn cường đã hoàn toàn bị thất sủng với ekip của mẹ nuôi phi nhung từ nay cậu bé sẽ phải tự thân vận động tự lo cho chính cuộc đời của mình